ngạc nhiên vũ khí tối tân đến không ngờ của đặc công Việt Nam. Trong diễn tập thử nghiệm một số loại vũ khí trang bị và chống bạo loạn năm 2018 mới đây, binh chủng đặc công đã lần đầu tiên giới thiệu các trang thiết bị khí tài đặc biệt của binh chủng phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Theo đó, bên cạnh các hoạt động diễn tập thử nghiệm một số loại vũ khí trang bị và chống bạo loạn tên lửa đoàn đặc công bộ 113, binh chủng đặc công còn giới thiệu nhiều loại vũ khí trang bị kỹ thuật, thiết bị đo lường phục vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Bên cạnh đó thì ngoài các khí tài đặc chủng chất lượng cao nhập khẩu từ nhiều nước tiên tiến trên thế giới, Cục Kỹ thuật thuộc binh chủng đặc công cũng đã nghiên cứu sáng tạo cho ra đời nhiều vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện chiến đấu hiện đại như áo giáp, áo phao cơ cấu bám trên nhiều bề mặt, nhà cao tầng cho công tác huấn luyện diễn tập và trong các nhiệm vụ chống khủng bố. Hiện tại các trang bị mới đã phát huy hiệu quả phù hợp với nhiệm vụ A2 và chống khủng bố, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của bộ đội đặc công. Trong ảnh là một số trang bị tiêu chuẩn cho các đơn vị đặc công cho từng loại nhiệm vụ khác nhau, từ trên bộ, dưới nước cho đến cả đô bộ đường không. Trong ảnh là một số loại súng tiêu chuẩn của bộ đội đặc công Việt Nam, gồm súng thiết bị, bắn khép gốc, corner shot, đi kèm súng ngắn đặc nhiệm tiểu liên micro Uzi, súng tiểu liên Taver Sitar 21 và súng bắn tỉa Gatling. Cận cảnh thiết bị bắn khép gốc corner shot của đặc công Việt Nam. Thiết bị này thì có thể sẽ giúp cho xạ thủ bắn chính xác qua chỗ ngoặt của góc tường nếu quay ngang thân. Do vậy, người lính cũng an toàn hơn do không lộ cơ thể trước đối phương. Tuy nhiên, hạn chế của nó là tầm bắn. Corner shot thì còn có phiên bản súng phóng lựu 40mm. Xạ thủ corner shot có thể theo dõi và tấn công mục tiêu thông qua một màn hình hiển thị nối với camera được gắn ở đầu súng. Đối với các mẫu súng tiêu chuẩn của đặc công Việt Nam, thì súng Micro Uzi và Galil được đưa vào trang bị đã khá lâu, trong đó Taver Sitar 21 chỉ mới được biên chế trong thời gian gần đây. Trong ảnh là bộ khí tài dưới nước cho phép chiến đấu viên có thể di chuyển, tiếp cận và theo dõi mục tiêu từ bên dưới mặt nước thay vì cách thức chiến đấu thủ công như trước đây. Một số trang thiết bị liên lạc vô tuyến trên bờ và dưới nước của binh chủng đặc công, hầu hết trong số này đều được nhập khẩu từ nước ngoài. Bộ đàm và thiết bị liên lạc sóng ngắn đang được đặc công Việt Nam sử dụng. Bên cạnh nhiệm vụ chiến đấu, đặc công Việt Nam còn được trang bị các khí tài rà phá và tháo dỡ bom mìn trong nhiệm vụ A2 và chống khủng bố. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.